gửi qua Zalo cho chị Thầy. Cái đấy thì xem là số. Xem tuổi về số đó. Đúng rồi. Xem là số là 2 triệu chứ mình không xem miễn phí đâu. Ừ. Vâng, xem 2 triệu đấy. Ừ. Rước khôi khôi tuổi. Xem làm ăn mạnh vận như thế nào, năng lực bản thân như thế nào và cần kích cái gì bên trong. Vậy thì coi coi là tuổi vợ thì giáp thìn với tuổi lấy tuổi tuổi nam là đinh tỵ và lấy tuổi giáp thần giáp thìn có trục trặc giống như thì e thầy. Cái đấy thì đấy phải xem thì mới biết xung khắc thế nào để hóa giải. Thì thầy nhờ thầy quay chỉ vô đường hóa giải không quá. Ừ thì cứ nhắn ngày dương lịch cho mình. Nhắn vào Zalo. Dạ. Cứ nhắn ngày sinh dương lịch của cả hai vào Zalo. Rồi em gửi qua Zalo trên thầy rồi. Ừ, đấy xem là số 2 triệu thì cứ chuyển khoản đấy. Chuyển khoản bên mình mới xem được. Đấy ạ. Ừ. Các bạn hình dung câu chuyện không? Thực ra là 2 triệu với người này thì đắt, với người kia thì rẻ. Nhưng mà tôi tin với chung các bạn thì nó rất rẻ, vì mọi người sẵn sàng đi, có khi chạy từ Bắc vào Nam chỉ để đi xem bói. Không giải quyết được cái gì, thấy người ta phán thế này thế kia nghe sướng lỗ tai, không giải quyết được. Nhưng đây là ngay cả xem lá số, tôi cũng không nói tràng giang đại hải như bên tử vi cho nghe cho sướng đó. Tôi chỉ ra cái trọng điểm, cái năng lực của bạn là gì, đúng không? Mình chỉ cần biết là cái năng lực của mình đang là gì. Ví dụ bạn giỏi về diễn thuyết nhưng mà để lao vào kinh doanh, hoặc là bạn giỏi về sản xuất bạn chạy đi kinh doanh, đúng không? Bạn giỏi kinh doanh bạn lại lao vào sản xuất, tức là mình không không làm đúng cái năng lực của mình thì lúc nào cũng sẽ vất vả. Hai nữa là xem vợ chồng cũng vậy, xem xung khắc phải biết là vợ xem cụ thể xung khắc như thế nào. Và nguyên tắc của tôi là tính phí chứ tôi không xem miễn phí. Xem miễn phí là người ta không trân trọng. Có thể mình nói xong người ta nghe xong xong người ta gật gù, à ông Linh nói thế này, xong người ta lại đi hỏi người khác, xong người ta nghe chục người xong người ta tổng kết lại, đúng không? Nên là mình phải đưa ra cái mức phí để người ta thấy à, là xem ở chỗ thầy Linh mất 2 triệu, xem chỗ này mất bao nhiêu, rồi để người ta xem là à cái chi phí như thế có xứng đáng hay không, và các bạn phải cân nhắc, đúng không? Thì và khi các bạn mất các bạn mới thấy giá trị, còn khi cho các bạn miễn phí các bạn không hiểu được. Còn miễn phí thì trừ phi ai làm sinh cơ cải vận thì cứ nhắn ngày sinh thì mặc định là tôi xem để tôi tư vấn cho làm thế nào để cải vận, thì cái đấy mới miễn phí được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.